Xin chào các bạn đến với khóa học động cơ cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi thứ 10. Thì trong cái buổi này tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn sử dụng thêm một số cái command khác của thằng động cơ, là cái command rename và remove container ở trong thằng động cơ. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi bắt đầu vào cái bài hôm nay. Thì đầu tiên á, thì để mà tìm hiểu về cách sử dụng của cái lệnh gọi là Docker container rename ấy, thì tương tự thì các bạn cũng đi vô cái trang tài liệu của thằng Docker, là cái trang doc.docker.com này. Rồi theo thì các bạn đi vô cái phần menu reference ở đây này. Rồi theo thì các bạn đi vô cái phần CLI reference. Rồi theo thì các bạn đến cái phần gọi là Docker container rename. Đó thì ở trong cái trang tài liệu này thì nó hướng dẫn đầy đủ cho các bạn về cái cách sử dụng của cái lệnh gọi là Docker container rename ở đây. Thì về cái mục đích sử dụng của cái lệnh Docker container rename á, thì nó là để mà sử dụng để mà rename hay là đổi tên của một cái container á. Thì về cách sử dụng thì các bạn đọc ở cái phần usage ở đây này. Thì để mà sử dụng thì các bạn đăng cái lệnh gọi là Docker container, rồi theo là rename, rồi theo là cái container của các bạn, rồi theo là cái new name, là cái tên mới của cái container của các bạn này. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái tùy chọn rút gọn hơn, là các bạn sử dụng và cái lệnh gọi là Docker rename ở đây. Thì hôm nay tôi sẽ đi demo cho các bạn sử dụng cái lệnh Docker rename này để mà thực hiện đổi tên của một cái container này. Thì bây giờ tôi sẽ đi mở cái terminal lên và tôi sẽ đi demo cho các bạn này. Thì tôi sẽ đi cái terminal của tôi này. Rồi theo tôi sẽ có lệnh Docker PS này. Hiện giờ thì tôi có một cái container là nginx thì nó đang chạy và nó có cái tên gọi là conjoin như vậy. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ đi demo cho các bạn đổi cái tên của cái container này lại này. Thì tôi sẽ có lệnh là Docker rename. Rồi theo là cái container. Thì ở cái chỗ này tôi sẽ truyền cho nó cái container ID hoặc là cái container name. Thì chẳng hạn như tôi sẽ truyền cho nó là cái container ID. Rồi theo là cái tên mới của cái container, thì chẳng hạn như tôi sẽ có một cái tên mới cho nó, chẳng hạn như là my web nginx chẳng hạn. Rồi theo tôi nhấn enter này. Rồi theo tôi gõ lại cái lệnh docker ps này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái tên của nó đã đổi lại cho tôi thành my web nginx này. Đó. Rồi theo chẳng hạn như tôi lên lại trình duyệt này và tôi refresh lại này. Đó thì tôi nên lại trình duyệt, tôi refresh lại thì cái ứng dụng của tôi nó vẫn bình thường này. Rồi theo tôi sẽ đi hướng dẫn cho bạn sử dụng cái command tiếp theo là cái command remove một cái container. Thì các bạn đi tới cái phần gọi là Docker container rm này. Thì cái câu lệnh Docker container rm này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái việc mà remove một hoặc là nhiều cái container á. Thì cách sử dụng của nó thì các bạn đọc ở cái phần usage này. Thì các bạn phải run là Docker container rm với theo là make option, với theo là cái container của các bạn. Hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái tùy chọn rút gọn hơn là ở cái phần alias ở đây. Là các bạn run cái lệnh là Docker container remove hoặc là Docker rm. Rồi theo thì các bạn có thể đọc thêm về mấy cái option. Thì chẳng hạn như các bạn thể thêm cái option là gọi là trừ F để nó for cái việc mà remove những cái container mà đang chạy. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ đi demo cho các bạn sử dụng cái lệnh Docker rm này để mà remove một cái container này. Thì tôi sẽ quay lại cái terminal của tôi này. Thì chẳng hạn như tôi sẽ remove cái container nginx này đi chẳng hạn. Thì tôi sẽ có cái lệnh Docker rm với theo là cái container, thì tôi sẽ truyền cho nó là cái container ID này. Rồi theo là tôi sẽ thêm cho nó cái thuộc tính là trừ F để nó for cái việc delete cái container này đi. Vì cái container này nó đang chạy ấy, thì tôi sẽ for cái việc delete. Rồi theo tôi nhấn enter này. Rồi theo tôi gõ lại cái lệnh docker ps này. Hoặc là tôi gõ cái lệnh docker ps chữ a này. Đó thì bây giờ thì các bạn thấy là nó không còn có cái container nào của thằng nginx nữa rồi này. Đó. Rồi theo chẳng hạn như tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Tôi sẽ refresh lại trình duyệt này. Đó, lên lại trình duyệt thì bây giờ các bạn thấy là cái trang giao diện của thằng nginx thì bây giờ nó không còn truy cập cho được nữa rồi. Đó, như vậy là tôi đã demo cho các bạn remove được cái container của thằng nginx rồi. Đó thì như vậy hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng hai cái lệnh gọi là docker rename và docker remove. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.